người. Mình đã đặt được đặt mua được một bộ đèn pin loại siêu sáng tại Nhật gửi về. Đây, mình sẽ test cho mọi người xem nó sẽ như thế nào. Bên trong nó sẽ gồm có một cái đai này, một cái đai này, có một cái đèn pin được cho vào trong cái chống sốc này. Đó, cái đèn pin được cho vào chống sốc ha. Cái này là mình mua loại dành cho cảnh sát giao thông. Một cục pin. Cục pin này thì là cục pin có thể cắm sạc được. Và ba đôi pin kiểu dự phòng, ba chiếc pin dự phòng. Cái pin này cũng là từ bên Nhật gửi về nha. Mình nhìn xem nó có dấu tích gì không. Vẫn made in China. Nhưng mà China thì nó cũng có China này, China kia mọi người ạ. Một cái dây cắm sạc và một quyển sách hướng dẫn. Đầu tiên mình sẽ xem hướng dẫn ha. Đây, nó sẽ chỉ cho mình biết là, xem nào. Mình sẽ tháo cái nắp đằng sau này ra và cho quả pin vào đây ha. Đó, sau đó mình sẽ điều chỉnh các nút ở đây ha. Các cái nút ở đây ha. Ok. Về ngoại quan thì mình cầm cái này lên tay thì mình thấy nó rất là chắc chắn ha. Nó rất là chắc chắn và nhìn nó khá là đẹp, nhìn rất là khôn tay. Ở trên này thì nó vẫn là made in China thôi. Vâng, nó vẫn là made in China nhưng nó được bán tại Nhật. Và ở trong này nó có thêm cái đầu này. Kiểu như là cái đầu này chắc là để dành cho nó, để dành cho mình lắp cái quả, ba cái quả pin tiểu kia đó các bạn. Đây. Đây, lắp ba cái quả pin tiểu kia. Đó. Còn nếu mà mình không dùng ba cái quả pin tiểu đó thì mình có thể dùng cái quả pin to này. Mình sẽ tháo ra cho các bạn xem ha. Đó, sau khi mình bóc cái vỏ này ra thì nó sẽ như thế này. Và cái đầu này là đầu dương, đầu này là đầu âm. Thì theo như người ta hướng dẫn thì cái đầu âm nó sẽ vào bên trong. Đây, vậy thì mình sẽ cho cái đầu dương này vào bên trong như thế này. Và mình sẽ dùng cái này để lắp lại ha. Mọi người đợi một chút ha. Cách lắp thì rất là đơn giản. Mọi người sẽ vặn cái này vào thôi, tháo vặn ra vặn vào thôi. Thì cái này nó đặc biệt ở cái chỗ là nó có một cái quả pin to để mình có thể cắm sạc. Và có thể dùng cái quả pin nhỏ dự phòng này thì nó sẽ được lắp vào cái thiết bị đi kèm này. Đây, lắp vào cái thiết bị đi kèm như thế này. Đây, vừa nãy nó chui kiểu gì này. Cái này nó sẽ chui vào đây mọi người ha. Đó, nó sẽ chui vào đây ha. Và ba cái quả pin dự phòng này nó sẽ được lắp vào ba mặt của cái này. Và chắc là nó để dành cho cái việc dùng khẩn cấp, nghĩa là nó hết pin mà mình không kịp sạc thì mình có thể cho ba cái quả pin nhỏ này vào đây. Ok, bây giờ mình sẽ dùng thử nha mọi người. Cái này bấm thử ha. Đó, ủa rồi, rất là sáng luôn. Ok, đợi một chút, đây là trong phòng mình. Mình sẽ tắt điện đi để thử cho mọi người ha. À đây, trước khi thử thì mình sẽ cho mọi người xem là nó có các cái chế độ này. Nghĩa là đây, nó có 1, 2, 3, 4 chế độ thì mình cứ thử ha. Cái chế độ số 3 là chế độ nhỏ hơn. Càng về sau thì mình càng thấy nó nhỏ hơn. 4, ôi một chế độ nháy. Nghĩa là 4 chế độ này. Chế độ sáng. Ồ, một chế độ nháy nhanh, một chế độ nháy chậm này. Và tắt đi. Vậy thì nó sẽ là có một chế độ sáng nhất này, một chế độ sáng vừa nhỏ hơn và một chế độ nháy nhanh và một chế độ nháy chậm. Sáng nhất này, sáng nhất này, sáng nhỏ hơn này, nhỏ hơn nữa. À, ba nấc nhỏ hơn nữa, vậy thì nó sẽ có 5 chế độ. Và đây sẽ là nháy nhanh này, nháy chậm hơn này. Là nó sẽ có 5 chế độ mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ đợi để mình cài, mình kê cái điện thoại vào, sau đó mình sẽ
thử cho mọi người cái chức năng là xoay nhé. Ok, vì không biết kề đâu nên mình đã kẹp nó lên đùi. Và bây giờ mình sẽ tắt điện đi để thử cho mọi người xem ha. Thôi trước hết là mình sẽ không tắt, mình sẽ thử cho mọi người xem cái chế độ là nó có cái chế độ vặn hay mọi người. Đây, như nào ta. Trời ơi, cái quần què gì đây. Nó như thế nào nhỉ? Tại sao nó không có tác dụng? Đợi một chút ha, để mình test đã nha. Ok các bạn ơi, mình đã phát hiện ra rồi. Nó không phải là vặn như vậy mà nó là kéo ra như thế vậy. Đó, kéo ra như thế vậy thì nó sẽ như này. Và mình cho nó ngắn lại như vậy thì nó sẽ thành là to như vậy. Bây giờ để xem được độ sáng của nó thì mình sẽ tắt đi cho mọi người xem thử nhé. Tắt điện nhé. Ok, bây giờ mình đã tắt điện rồi và mình sẽ bật lên nè. Trời ơi, nó rất là sáng luôn. Sáng lòa luôn mọi người ơi. Nó rất là sáng luôn. Nó rất là sáng. Nó rất là sáng luôn đó. Đây, đây. Nó rất là sáng nha. Nó rất là sáng. Và bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại này. Đấy, mình có thể chỉnh, mình có thể chỉnh cho nó nhỏ vừa và nhỏ hẳn như thế này. Và kia nhỏ hẳn thì nó sẽ thành hình như thế này. Đó. Nhưng mà mình quay thì mình không thấy nó có cái tác dụng gì đối với cái việc quay như thế này cả. Ờ ha. Thôi được rồi, mình sẽ thử nháy cho mọi người xem. Nháy nào. Nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa. Và nháy nhanh. Nháy chậm. Ok, mình sẽ tắt đi ha. Có một điều đáng chú ý ở đây đó là khi mà mình dùng được một lúc mình thấy nó hơi nóng. Cảm giác ở trên đầu này nó hơi nóng. Cái này có thể là... Ồ, trên cái đầu này mình nghĩ là nó nóng từ đây, nhưng mà ở trên này lại hoàn toàn lạnh toát. Nhưng nó sẽ nóng ở cái phần này. Nó nóng ở cái phần này nè mọi người. Mình sẽ ra thử ngoài và mình sẽ thử cho các bạn xem ở bên ngoài sân và nhìn ra xa thì nó sẽ chiếu được như nào ha. Ok, let's go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra đến hành lang và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái độ chiếu xa của nó ha. Đó, rồi ôi, từ từ đã. Kéo nó to ra. Đó. Đó, mọi người nhìn này, nó rất là sáng luôn. Nó rất là sáng. Đây, mọi người nhìn này. Cái quầng sáng nó lớn, trời ơi, nó lớn bằng hai cái tòa nhà luôn vậy đó. Đó, mình có thể soi được sáng hết cái này luôn. Sáng hết cái vòng này luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho nó nhỏ lại ha. Ok, đây là khi mà mình cho nó nhỏ lại này. Đó, nó rất là sáng luôn mọi người. Nó rất là sáng nha. Sáng lắm luôn gì đó. Nó rất là sáng ha. Đó. Trời ơi, nó rất là sáng luôn vậy đó. Mình sẽ chiếu lên cái đèn ở ngoài cái cây xa xa kia ha. Trời ơi, nó xa quá trời luôn. Trời ơi, nó lên được luôn cái chỗ cái cây nó lên được luôn cái cây gì nhỉ? Cái nó gọi là cái cột xa xa đó, mọi người thấy không? Trời ơi, nó chiếu xa quá trời luôn vậy đó. Đó. Ok. Ok. Ok, nó rất là sáng nha. Nó rất là sáng.